Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mấy ngày qua, sự việc cô giáo ở trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bị học sinh quay vào trong lớp, rồi có những học sinh đã có những hành động không chuẩn mực như nói tục, ném dép vào mặt cô giáo. Đỉnh điểm, một học sinh đã ném dép trúng đầu của cô giáo, khiến cô này choáng váng và ngất đi. Sự việc trở thành một làn sóng dư luận gây bùng nổ trên mạng xã hội từ một clip dài khoảng 4 phút được đăng tải lên các fanpage có lượng theo dõi cao trên mạng. Theo đó, trong đoạn clip dài 4 phút thể hiện hình ảnh nhóm học sinh dồn cô giáo vào góc lớp, kèm theo đó là những tiếng chửi bới. Trong khi đó, nữ giáo viên này không phản kháng mà chỉ dùng điện thoại để ghi lại. Trong cảnh hỗn loạn, nhiều chiếc dép được ném liên tục vào người nữ giáo viên. Khi giáo viên cầm dép lên hỏi ai đã ném cô thì không ai trả lời. Sau đó một chiếc dép ném trúng vào đầu nữ giáo viên khiến cô choáng váng rồi nằm ra sàn. Lúc này, các học sinh xung quanh mới bỏ chạy. Nhiều ý kiến trái chiều đã được cư dân mạng đưa ra, nhưng hầu hết những ý kiến thể hiện ở phần bình luận của clip này, dư luận đều đặt câu hỏi tại sao học sinh lại có hành động không chuẩn mực với giáo viên như thế. Tuy nhiên, một bộ phận người dùng mạng xã hội lại thể hiện quan điểm khác là đặt câu hỏi vì sao học sinh như thế, không lẽ không có lửa thì làm sao có khói. Những ý kiến trái chiều, những tranh luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn đã đưa sự việc thành một từ khóa hot nhất mạng xã hội thời điểm này. Ngay sau khi nhận được phản ánh từ những thông tin trên mạng xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã ngay lập tức vào cuộc xác minh vụ việc. Ngay sau khi nhận tin báo và vào cuộc xác minh, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc tường, ném dép vào mặt tại trường trung học cơ sở Văn Phú. Theo đó, khoảng tháng 9 vừa qua, cô PTH, giáo viên môn âm nhạc của trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, có mâu thuẫn với học sinh lớp 6A rồi dẫn tới những lời nói không đúng chuẩn mực đạo đức của giáo viên. Sự việc được một học sinh lớp 7C quay lại bằng điện thoại, chia sẻ cho nhóm bạn rồi đăng tải trên Facebook. Theo Công an huyện Sơn Dương, quá trình xử lý của trường trung học cơ sở Văn Phú sau đó đã đi đến quyết định của hiệu trưởng nhà trường ký ngày 21 tháng 11 thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với cô H. Nhà trường đánh giá cô H đã vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm học sinh, ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên chưa đảm bảo tính sư phạm, đúng mực. Đến ngày 29 tháng 11 thì xảy ra sự việc học sinh xúc phạm cô giáo H như đoạn video lan tràn trên mạng xã hội mấy ngày qua. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tiết 3 môn âm nhạc ở lớp 7C, tức khoảng 10 giờ 30 phút, cô H vào lớp thì thấy một số học sinh vẫn ở ngoài nên có lời nhắc nhở. Ngay lập tức, một số học sinh có phản ứng tiêu cực. Khi tiết học bắt đầu, một số học sinh xin ra ngoài nhưng cô H không đồng ý. Cả tiết học ấy giữa cô và trò có những khúc mắc. Sau giờ dạy lớp 7C, cô H sang dạy tiết 4 tại lớp 6A. Kết thúc tiết âm nhạc này, một số học sinh lớp 7C sang lớp 6A. Tại đây, các học sinh quay cô giáo và tiếp tục có phát ngôn hành vi thiếu chuẩn mực mà theo báo cáo của huyện là nói tục, có hành vi xúc phạm giáo viên, quay video và đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Đến diễn biến này, ngày 30 tháng 11, huyện Sơn Dương đã ra văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết thông tin sự việc. Nhiệm vụ này được giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ, Công an huyện và các cơ quan liên quan thực hiện. Ngay trong ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Công an huyện Sơn Dương và các cơ quan chức năng đã yêu cầu trường trung học cơ sở Văn Phú phối hợp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của giáo viên, học sinh và đề xuất biện pháp xử lý. Về phía trường trung học cơ sở Văn Phú, ngay trong ngày 30 tháng 11 đã họp chi bộ và lãnh đạo nhà trường, tổ chức họp toàn thể giáo viên và phụ huynh lớp 7C, 6A. Sang ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 12, trường trung học cơ sở Văn Phú đã họp yêu cầu giáo viên và học sinh liên quan viết tường trình sự việc, xác định rõ mức độ vi phạm. Trong khi việc giải quyết sự việc đang được trường trung học cơ sở Văn Phú tiến hành, thì ngày 2 tháng 12, đoạn video sự việc sáng ngày 29 tháng 11 lại được đưa lên các hội nhóm Facebook liên quan đến địa bàn huyện Sơn Dương. Sau khi Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có báo cáo vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc tường, ném dép vào mặt tại trường trung học cơ sở Văn Phú, trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện một đoạn video khác ghi lại cảnh cô giáo PTH, giáo viên môn âm nhạc, đã cầm dép đuổi đánh học sinh. Video này cũng khiến cộng đồng mạng cũng như dư luận một phen xôn xao. Cụ thể, trong đoạn clip thể hiện cô giáo hai tay cầm hai chiếc dép đuổi ném vào người học sinh trong lớp, trong khi học sinh chạy xung quanh lớp học, vừa chạy vừa hò reo. Một nam sinh khi bị cô giáo rượt đuổi gần sát đã dùng ghế ném vào người cô.
nhiều học sinh tháo chạy ra khỏi lớp học. Khi trong lớp không còn học sinh nào, cô giáo mới cầm dép đi ra cửa. So sánh với những gì mà ông Bùi Xuân Lượng, Chủ tịch UBND xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang đã thông tin, vụ cô giáo trường trung học cơ sở Văn Phú bị nhóm học sinh xúc phạm ném dép vào mặt, thì dư luận đã đặt ra nhiều nghi ngờ trong vụ việc này. Theo đó, trả lời báo chí, ông Lượng cho biết, sự việc trong đoạn clip 4 phút xảy ra tại lớp 7C, trường trung học cơ sở Văn Phú. Cô giáo bị ném dép là giáo viên dạy môn âm nhạc tại trường. Theo ông Lượng, cô giáo dạy âm nhạc từng nhiều lần có phát ngôn trợ búa, không chuẩn mực khi giao tiếp với học sinh. Cô cũng mới bị trường cảnh cáo vì hành vi này. Trong khi đó, nhóm học sinh trường trung học cơ sở Văn Phú có thái độ không tôn trọng cô từ trước. Đến hôm cô có hành vi hay phát ngôn chưa phù hợp, các em phản kháng thiếu chuẩn mực. Xã đã mời cơ quan chức năng, công an huyện Sơn Dương cùng phụ huynh những học sinh liên quan tới trường làm việc vào ngày 2 tháng 12. Tạm thời, các học sinh phải viết bản kiểm điểm do cô giáo vắng mặt trong buổi làm việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa thể nào đưa ra được câu trả lời chính xác trong vụ việc cô giáo bị học sinh ném dép vào mặt. Nhưng điều đó có thể thấy được chính xác là việc này đã khiến một phần nào đó dấy lên một hồi chuông cảnh báo về việc bạo lực học đường không chỉ dừng lại ở việc giữa học sinh và học sinh. Ngay sau khi sự việc clip cô giáo ở Tuyên Quang bị học sinh ném dép vào mặt diễn ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị xử lý hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, xúc phạm nhà giáo trong cơ sở giáo dục. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 5 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang báo cáo về vụ việc xảy ra tại trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Một số học sinh đã có hành động bạo lực, vi phạm đạo đức nghiêm trọng đối với một nữ giáo viên, gây bức xúc dư luận. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan, bao gồm giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục, lãnh đạo cơ sở giáo dục, đơn vị quản lý giáo dục huyện và các cá nhân, đơn vị liên quan khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc, đồng thời tập trung tăng cường công tác quản lý và đánh giá giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo, tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Kết quả gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29 tháng 12 năm 2023. Theo quy định hiện hành, học sinh vi phạm kỷ luật bị xử phạt theo 3 hình thức: nhắc nhở, khiển trách thông báo tới phụ huynh hoặc dừng học có thời hạn, tối đa 1 năm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!